Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Sư, khi mà sư hướng dẫn quý vị từ cái pháp học cho tới pháp hành thì sư vẫn ngấm ngầm ở trong đó đó. Sư khuyên mọi người nếu như mà có cái khả năng xuất gia được thì sư rất là ủng hộ. Mà quý vị biết là sư cũng không có tới cái mức độ mà theo pháp gọi là bỏng sẻn về đồ chúng. Có nghĩa là đây là đệ tử của tôi, đây là học trò của tôi, có tu là chỉ được tu với tôi, không được tu ở chỗ nào hết. Thì cái đó gọi là bỏng sẻn về thù chúng, cái đó là không nên. Đối với sư thì bất cứ ai đến với sư học đạo, sư đều khuyến khích cái việc xuất gia tu học. Bởi vì đó là một cái sự tiến hóa của bản thân. Và đương nhiên là đi tu ở đâu cũng được hết. Nhưng mà cái vấn đề là không phải ai cũng xuất gia được. Bởi vì quý vị biết là để mà đi tu được, nó phải có phước ghê lắm. Thiếu phước mình rất là khó tu. Mà mỗi một lần mà mình xuất gia như vậy đó, cái chí của mình phải là cái chí quyết tử. Có nghĩa là mình sẵn sàng, nó giống như là mình sẵn sàng mình đi chết vậy đó. Có nghĩa là mình chuyển qua một cái đời sống mới, chuyển qua một cái kiếp sống mới hoàn toàn. Mình cắt đứt toàn bộ những cái dây mơ rễ má ở thế gian, từ những cái mối quan hệ vợ chồng con cái cho tới cha mẹ thân bằng quyến thuộc, cho tới những cái mối quan hệ bạn bè chúng ta cắt hết. Cho nên một người mà muốn xuất gia được, họ phải vượt qua cái tâm lý đầu tiên. Đó là một cái tâm lý giống như là mình quyết tử, cắt hết. Cái chuyện này khó lắm chứ quý vị, không phải dễ. Rồi đi tu nếu như mà may mắn á, là mình theo được một cái nơi, một vị thầy, một cái ngôi chùa mà tu hành đúng chánh pháp. Còn nếu như mà mình tu lỡ mà mình vô một cái nơi mà không đúng chánh pháp á, rồi theo thời gian mình phát hiện ra, rồi mình bỏ đi thì cũng cần một cái can đảm. Sư có một vị sư lớn hơn sư, lớn hạ hơn thì mình gọi là một vị cao hạ. Thì vị này chia sẻ đó, lúc mà mới đi tu là mình đã bỏ gia đình là một cái vấn đề. Thứ hai nữa, đi tu thì theo cái một cái truyền thống. Thì cái truyền thống đó nó không đúng chánh pháp. Rồi tới hồi mà vị này quyết định mà vị này bỏ để mà theo Phật giáo năm truyền ấy, thì phải nói là nó kinh khủng lắm. Tại vì người ta quan điểm ấy, mình bỏ giống như mình phản thầy, giống như một cái người phản bội. Rồi đệ tử nữa, rồi học trò đệ tử, rồi Phật tử tới chùa, họ coi một cái người mà mình bỏ cái nơi đó đi, họ nói chung là cái tâm lý người Việt mình ấy, nó kỳ cục lắm. Họ không có đồng ý. Họ nghĩ là đây là chùa này, thầy phải ở chùa này, thầy không được đi chùa khác. Cho nên cái vị sư anh của sư, vị sư con sư lớn sư huynh, thì khi vị này bỏ thì nó giống như là thêm một cái lần chuyển kiếp nữa. Và khi mà vị này đến với Phật giáo năm truyền, rồi cái đường tu của vị này cũng rất là lận đận. Rồi sau khi mà tu ở Việt Nam thì vị này quyết định là vị này định cư, tu định cư luôn ở Miến Điện. Và khi mà vị này qua Miến Điện quyết định định cư luôn ở đó đó, thì lại phải bỏ luôn thầy bạn ở Việt Nam, bỏ luôn cả Phật tử ở Việt Nam mà quyết tâm đi qua bên đó làm lại một cái đời sống mới. Mỗi một lần như vậy thì phải nói giống như là mình chết đi sống lại, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho nên cái chuyện tu nó khó. Rồi trong cái quá trình tu
Nếu như mình ở cái chùa nó lớn, nó có vấn đề của chùa lớn, chùa nhỏ có vấn đề của chùa nhỏ. Chùa lớn á, thì phải nói sư đi rất nhiều chùa lớn, sư thấy giới tử làm giới tử chùa lớn, làm sa di chùa lớn, lao động muốn chết luôn. Lao động có khi lao động sáng chiều, không thấy học hành gì hết, tại vì chùa lớn có rất nhiều cái phải lo. Không phải người ta muốn như vậy, nhưng mà cái quy mô của ngôi chùa là bắt buộc phải có quá nhiều thứ để lo, thành ra không có thời gian tu. Rồi cái chùa nhỏ đó thì có khi có mình. Mình vô làm giới tử, mình vô làm sa di, có một mình. Nó buồn lắm quý vị. Nếu mà thầy á, có lần sư bạn của sư hỏi cho giới tử tu ở đây mà sư không làm sao cho người ta vui thì sao người ta tu. Mà sư nói tu với sư là không có vui được. Ta nói vật hợp theo loài, cái tính của sư đâu có phải là mình vui vẻ theo cái kiểu là mình chơi bời thì nọ đâu. Nó không lẽ bây giờ vô chùa cái gì kêu vui là vui cái gì. Sư hỏi thiệt quý vị luôn á, kêu mà vô chùa kiếm cái chuyện để vui, sư không biết vui cái gì hết. Không lẽ bây giờ mình nghe nhạc, mình coi phim, không lẽ bây giờ mình chơi game, hay là mình đi ra ngoài, mình uống cà phê, mình này nọ, không có. Sư tìm không ra cái đó chứ. Cái mà sư thấy cái niềm vui là niềm vui trong cái pháp học, học pháp. Thứ hai là niềm vui trong pháp hành, là hành pháp, hành thiền. Chỉ có mỗi hai niềm vui đó thôi. Tới chùa, sư ví dụ chùa Nam Tông học đạo với sư, mà không tìm được cái niềm vui mà sư chia sẻ thông qua việc học pháp và hành pháp là trụ không nổi. Nó buồn, nó chán, có một mình. Nó cũng là một điều khó. Rồi đó, khi mà hồi xưa đó, những cái vị tu mà lâu năm đó, thì thời kỳ của quý vị đó, cơm không đủ ăn, y không đủ mặc, vật chất rất là khó khăn. Nó cũng là cái kẹt. Cái khổ nó cũng là một cái điểm yếu của người tu, cho nên nhiều vị chịu khổ không nổi về đời. Nhưng mà tu ở cái thời nay, sư nói thiệt, chỉ cần mà quý vị chịu tu, quý vị không sợ đói. Cái gì sư không biết chứ cái này sư đảm bảo, nếu như quý vị chịu tu, mình không sợ đói. Nhưng mà chính vì cái vật chất nó đầy đủ thì nó lại dễ rơi vào cái lợi dưỡng. Và tu sĩ thời nay thì lợi dưỡng lại là một cái vấn đề lớn. Đó. Mà khi mà lợi dưỡng á quý vị, mà mình không có được cái kiềm chế, cái kiểm soát á, thì tham dục nó sẽ nổi lên. Cho nên nhiều vị thì cũng về đời. Và trong cái bài giảng ngày hôm nay đó, đó là 10 cái đề mục quán tử thi, thì nó có cái tác dụng diệt trừ cái tham dục rất là mạnh. Nhưng mà cái vấn đề của cái đề mục quán tử thi này nó cũng có nhiều vấn đề để bàn lắm quý vị. Đầu tiên á, ở đây có ai sợ ma không? Quý vị biết là hôm bữa khi mà sư ở dưới, sư làm vệ sinh ở dưới cái thiền đường ở dưới đó, thì có một bà Phật tử, bà vô thắp nhang, không có hộp quẹt. Sư chỉ qua bên thắp cốt, có cái đèn cày á, đốt đèn ở bên bển, nhang bển qua bển đốt, đâu có sao đâu. Nó còn sợ, con không dám vô. Mà sư nói có cái gì đâu, toàn xác chết chổng không chứ có cái gì đâu mà sợ. Toàn người chết không mà đâu có người sống. Mà cái vấn đề là người ta sợ ma, quý vị biết không? Trong khi đó, cái đề mục này, đề mục quán tử thi là cái đề mục kinh khủng nhất trong tất cả các đề mục thiền quán, thiền chỉ. Trong tất cả các đề mục thì không có đề mục nào kinh khủng như cái đề mục quán tử thi này hết. Cái này là mình phải công nhận. Cho nên đầu tiên nó phải kén, nó rất là kén. Còn một cái vấn đề nữa đó, quý vị biết là cái tử thi của quý vị nó có cái mùi, cái xác chết nó có cái mùi rất là đặc trưng. Mà mấy sư thì thường đi tụng đám ma, mà nhất là những cái người mà chuẩn bị họ khâm liệm bỏ vô hòm á, quý vị biết là khi mà sư tới những cái chỗ đó đó, cái người mà chết mà còn ở đó nó chưa có đem vô hòm, còn để nằm trên giường á,
nó có cái mùi lạ lắm quý vị. Mình mặc dù mình không có ngửi nó ra nó rõ ràng giống như là cái mùi chuột chết, không phải, nhưng mà nó có một cái mà mình cảm nhận được, nó giống như cái tử khí vậy đó. Cái mùi đó nó cũng, nó rất là khó chịu. Mà nếu như mấy người mà ốm, mấy người mà cái sức khỏe nó hơi yếu hoặc là hơi đề kháng nó kém, dễ bị bệnh. Cho nên quý vị thấy là nhiều gia đình khi mà đám ma xong là đổ bệnh. Có, cái đó là do mình tiếp xúc với cái tử khí, cái khí của tử thi nhiều. Huống chi là khi mà mình quán tử thi quý vị, là mình phải tiếp xúc thường xuyên với cái mùi của xác chết. Mà cái mùi đó, cái mùi của loài người mà nó phân hủy ra, nó hôi rất nhiều lần cái mùi một con chuột chết. Thành ra ngay cả cái mùi đó thôi đó là cũng là cả một vấn đề. Rồi chưa kể đó quý vị, là cái nơi nào mà có xác chết thì nơi đó thường có phi nhân. Cho nên mà mấy người sợ ma mà quý vị không dám ra nghĩa địa thì nó cũng có lý. Thường mình nói là ma, nhưng mà Phật giáo không gọi nó là ma mà gọi nó là phi nhân. Bởi vì đó, ma theo quan điểm của thế gian là những cái chúng sanh mà chưa có đầu thai. Có nghĩa là họ thành ma một cái khoảng thời gian nào đó 49 ngày hoặc đại loại như vậy thì họ đi đầu thai. Nhưng mà đúng chánh pháp họ đã tái sanh rồi. Và đó là một loài hẳn hoi, một cái loài khác mình gọi đó là phi nhân. Và những nơi nghỉ trang như vậy thường tập trung cái hàng phi nhân nhiều. Cho nên sư có một cái bà cô, thì bà cô mất rồi. Thì cái hôm mà đi tảo mộ, lúc đó sư chưa có xuất gia, hôm đi tảo mộ thì cái chủ cái miếng đất mà người ta làm cái mấy cái ngôi mộ đó quý vị, thì người ta đòi làm gia đình á phải hốt lên hết, dọn lên hết để người ta lấy miếng đất đó người ta đem bán. Thì có cái đặc biệt như vậy nè, thì bình thường cái nhà đó họ không sao hết, nhưng mà tới cái hồi mà họ kêu mọi người mà hốt đất, hốt cốt lên đem bán á, tự nhiên nhà con cái họ bị điên. Và người ta nói là bị giống như là bị quở hoặc là bị cái hàng phi nhân họ phá đó. Sư không biết thật hư như thế nào, nhưng mà nếu như chuyện đó có xảy ra thì không có gì lạ. Bởi vì đó, cái nơi đó là nơi họ ở. Và khi mình động chạm tới cái nơi của họ đó thì họ sẽ phản ứng. Rồi có một anh ấy, ảnh tới, ảnh thấy mấy cái ngôi mộ đó, thì có một ngôi mộ của một cô gái trẻ đó, chết trẻ đó. Khi ảnh nhìn cái hình đó, không biết sao ảnh thấy thương, tự nhiên cái ảnh luyến ái với cô gái mà đã chết rồi, ảnh thương cô. Rồi ảnh cứ tới luôn cái chỗ đó hoài, ảnh thương, thương qua cái tấm hình chụp mà dán ở trên cái ngôi mộ đó. Thì ảnh tìm cách để ảnh gặp được cô gái. Và sư không hiểu ảnh tìm ở đâu ra, và có người chỉ cho ảnh cái cách để mà nhìn thấy. Và quý vị biết là cái đêm hôm đó anh chuẩn bị đầy đủ hết, anh tới để anh nhìn mặt cái cô gái đó coi cổ chết rồi bây giờ cổ trông ra làm sao. Và quý vị biết là sáng ngày hôm sau người ta thấy anh bị điên. Có nghĩa là cái hình tướng của cái loài phi nhân nó rất là kinh khủng quý vị. Nó kinh khủng tới mức mà quý vị biết là nhiều người sợ tới mức bị điên luôn á. Thật sự. Nếu như mà mấy người mà yếu yếu tí xíu mình nhìn thấy phi nhân có khi mình bị điên á, tại vì cái hình dáng của họ rất là kinh khủng. Một số loài được miêu tả trong kinh điển á, ví dụ như tạng luật, những cái trường hợp mà ngạ quỷ mà ngài Mục Kiền Liên ngài thấy đó rất là kinh khủng. Mà nếu như mình nhìn mà mình hơi yếu có khi mình bị điên á. Thì cái nơi nghĩa trang á là cái nơi thường tụ tập phi nhân rất là nhiều. Mà mình chạy ra ngoài đó mà mình quán tử thi đó quý vị thì rất là nguy hiểm đó. Thì nó cũng là một cái trở ngại đối với những ai mà tu tập cái đề mục là quán tử thi. Rồi còn một vấn đề nữa đó, là nghĩa trang đó, là cái nơi mà mấy cái tay trộm cướp, mấy cái tay mà sống ngoài vòng pháp luật á thì họ ở đó nhiều.
Cho nên khi mà mình tới đó mà mình quán tử thi á, thì mình sẽ có cái vấn đề đối với họ. Tại vì họ thấy là mình cứ lui tới chỗ đó hoài thì họ sẽ kiếm chuyện với mình. Hoặc là thí dụ như họ cất hàng á, mấy cái đồ mà phi pháp họ giấu ở đâu đó gần mình, thì tới hồi mà người ta moi ra đó thì có khi mình cũng ảnh hưởng. Cho nên á, có một cái lời đề nghị ở trong Thanh Tịnh Đạo là đối với những ai mà tu tập cái đề mục quán tử thi thì nên thông báo với cái vị trưởng lão. Tại sao vậy? Tại vì thí dụ như có những cái trường hợp như là bị trộm này nọ, hoặc là bị người ta tới người ta kiếm chuyện á, thì những vị trưởng lão có thể đứng ra giải thích. Có thể đứng ra giải thích. Hoặc là còn một trường hợp nữa đó, là nếu như mà mình quán tử thi là mình phải nhìn cái tử thi. Mà khi mình nhìn á, nhiều người họ phản ứng rất là dữ dội. Ví dụ như họ bị nôn, hoặc là họ bị giống như lên cơn động kinh, hoặc là bị những cái vấn đề này nọ, thì vị trưởng lão sẽ là cái người có nhiều kinh nghiệm, và vị đó sẽ giúp đỡ cái người này. Giống như mà lần đầu tiên mà quý vị thấy một cái xác chết đó, nó kinh khủng lắm quý vị. Sư không biết sao, cái lúc mà sư thấy ông thân của sư khi mà qua đời đó, thì người thân của mình mà cha ruột của mình, cho nên sư thấy nó cũng bình thường, giống như một người thân ba mình nằm đó, chẳng qua nó không có cái nhiệt độ thôi, nó lạnh thôi, sư không thấy gì hết. Nhưng mà mấy cái người mà chết mà mình không có quen thân gì hết đó quý vị, mình đứng gần họ thì nó cũng ớn lắm, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà huống chi đó, cái mà quán tử thi, 10 đề mục quán tử thi này á, gọi là 10 đề mục có nghĩa là 10 cái giai đoạn phân hủy của một tử thi. Mà khi mình quán 10 cái giai đoạn phân hủy của tử thi đó, thì nó rất là kinh khủng. Còn một cái điều trở ngại cuối cùng nữa nè quý vị, đó là mình phải đi một mình. Cái người quán tử thi là họ phải đi một mình, cho nên là ai sợ ma là không cách chi mà quán tử thi được. Thử mà quý vị đi một mình đi ra nghĩa trang ha, có cái xác chết ở đó, mình đi ra ngoài đó mình quán, nó kinh khủng lắm. Mà sư á, thì sư cũng từng tìm nhiều cách để mà sư liên hệ với mấy cái người mà làm việc ở nhà xác á quý vị, để hỏi coi là có cái cách nào để mà vô trỏng mà quán cái tử thi hay không. Thì họ không cho, nhân viên đó họ không cho, tại vì cái quy định đó là nếu như không phải người thân thì không được vô. Thành ra là bây giờ thời buổi này mà mình muốn quán tử thi cũng rất là khó, chứ không phải dễ. Có thể là ai đó có người thân mà làm trong những cái dịch vụ mà nhà xác, hoặc là mai táng, hoặc là làm trong mấy cái mấy anh sinh viên mà thực tập á, thì quả chăng mình có cơ hội thôi, chứ còn bình thường mình muốn quán cái này cũng khó lắm. Tại vì khi mà mình thực hành cái đề mục quán tử thi á, phải có một cái xác chết thiệt để mình quán, chứ không thể nào mà mình nhìn qua hình ảnh được, nhìn qua hình ảnh không quán được. Nhớ ha. Nó phải là một cái xác chết để mình quán. Mà thử hỏi bây giờ ai mà xác chết sẵn đó mà để đó ra cho mình quán, nó khó. Cho nên á, mà quý vị biết là 10 cái giai đoạn phân hủy của một tử thi, thì mỗi một giai đoạn như vậy á, cái tồn tại ngắn lắm, có khi nó chỉ có 1-2 ngày là nó chuyển qua cái giai đoạn khác rồi. Ví dụ như cái tử thi mới đầu nó sẽ trương sình lên, trương sình như cái bụng nó trương lên, nó trương sình lên, thì mình sẽ quán cái trương sình đó. Nhưng mà có khi là trong 2 ngày mình chưa kịp quán xong cái trương sình là nó chuyển rồi, nó chuyển qua cái giai đoạn khác. Ví dụ như là nó bưng mũ nè, hoặc nó bắt đầu nó chảy ra, hoặc là bắt đầu dòi bọ nó sanh ra, là nó đã qua cái chuyện khác. Rất là khó, tại vì nó cái thời gian để mà mình nắm được cái sơ tướng á quý vị, nó ngắn lắm. Vì vậy tại sao mà ngài Buddha Gosa ngài để 10 cái đề mục ca si ná ở đằng trước cái đề mục tử thi, là tại sao? Khi mà mình quán ca si ná, mình quán thuần thục ca si ná rồi đó, mình đã nắm được cái sơ tướng,
ít nhất mình biết cái sơ tướng, cái cách, cái kỹ thuật để mà mình nắm lấy cái sơ tướng. Cho nên khi mà mình quán tử thi á, mình lấy sơ tướng rất là nhanh. Tại mình chỉ có 1 tới 2 ngày thôi, thì mình sẽ lấy cái sơ tướng rất là nhanh và mình định trên cái sơ tướng đó, để khi mà cái sơ tướng nó chuyển vào cái tợ tướng thì mình có thể đạt định được. Chứ nếu như mà mình không có tu tập Kasina trước mà mình nhảy qua luôn quán tử thi á, không làm được. Tại mình không có thuần thục, không có thuần thục trong cái việc nắm bắt cái sơ tướng, cho nên là mình không có quán tử thi được ha. Rồi còn một vấn đề nữa là khi nếu như mà mình không có cơ hội mà mình nhìn cái tử thi mà thiệt á, có thiệt á, thì mình nhìn qua hình ảnh thì nó cũng có một chút xíu cái công dụng chứ không phải không, cũng có nhưng mà nó hạn chế lắm. Và quý vị nhớ nè, khi quán tử thi thì phải quán cái tử thi cùng giới tính. Ví dụ như cái khuynh hướng giới tính của mình là mình thích người nữ thì mình không được quán tử thi của người nữ. Cái khuynh hướng giới tính của mình là mình thích người nam thì mình không quán tử thi của người nam. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mình thích người nữ thì ngay cả cái tử thi của một người nữ mà bị hư hoại rồi đó, nói chung là nó phân hủy rồi đó, thì nó vẫn còn hấp dẫn như thường, kinh khủng như vậy. Hoặc là nếu như mà mình thích người nam á, thì ngay cả cái tử thi một người nam nó hư hoại rồi, nó vẫn còn hấp dẫn như thường. Cái dục của mình nó không có ngờ tới đâu quý vị. Có nhiều người, bởi vì có nhiều người họ có một cái sở thích đối với tử thi, tại vì họ tiếp xúc nhiều, là tự nhiên là họ không còn cái gớm nữa. Mà khi họ không còn cái gớm nữa thì cái khuynh hướng giới tính của họ nó sẽ khiến cho ngay cả một cái xác chết hư hoại đối với họ vẫn còn hấp dẫn. Rồi còn một vấn đề nữa đó là mình không được chạm vào tử thi, có nghĩa là mình không được dùng tay mình chạm vô. Tại vì sao? Vì nếu mình dùng tay mình chạm vô á thì mình sẽ quen. Nó giống như mấy người bốc mộ gì, mới đầu thì họ còn sợ, bốc viết cầm viết họ quen. Hoặc mấy người mà thiêu xác chết á, mới làm thì họ còn sợ, chứ còn thiêu viết họ cũng quen. Cũng như vậy, nếu như mình quán tử thi mà mình đụng vô xác chết đó quý vị, thì mình sẽ quen, và khi đó mình không có quán được. Còn một vấn đề nữa, đương nhiên sư nói cái này là mình để cưỡi ngựa xem hoa thôi, nhưng mà trong cái trường hợp mà mình cần thiết á, thì mình cũng có thể quán. Biết đâu đó trường hợp nào đó mình gặp được một cái xác chết nào đó rồi mình bắt đầu mình có thể quán tử thi thì sao? Thì có một cái lưu ý nữa nè, là khi mà mình nhìn một cái tử thi á, nên để ý những cái phạm vi của cái tử thi. Ví dụ như cái đầu của tử thi á, nó sẽ gắn, nó ở gần cái tảng đá hoặc ở gần một cái vật nào đó. Ví dụ như tảng đá thì mình sẽ quan sát cái tảng đá gần cái đầu, cái tảng đá này nó có cái hình dạng như thế nào, nó lớn nó nhỏ, màu sắc ra làm sao, nó có đặc điểm gì. Thì cái tảng đá có cái đặc điểm này nó ở ngay chỗ cái đầu, hoặc là nó là một cái khúc gỗ, hoặc là một cái cành cây, thì mình cũng vậy, mình quán, mình để ý cái khúc gỗ hoặc cái cành cây nó lớn nhỏ, màu sắc, đặc điểm nó ra làm sao, nó sẽ dính liền ngay cái chỗ có cái đầu. Rồi ngay chỗ có cái tay thì nó có, ví dụ như cỏ ở chỗ đó, cỏ nó đặc điểm như thế nào, đá ở chỗ đó đặc điểm như thế nào, cành cây hoặc những cái vật này vật kia đặc điểm ở cái chỗ đó như thế nào. Xác định ha, xác định đầu ha, tay nè ha, chân nè ha, rồi mình những cái bộ phận cơ thể của họ nó ở gần những cái vật gì, những cái vật đó có đặc điểm ra làm sao. Hoặc ví dụ cái trường hợp tử thi nằm ở trên giường á, nằm ở trên giường thì mình sẽ để ý là ở cái giường cái đầu nó để chỗ cái giường, cái chỗ giường này nó có đặc điểm gì ha, nó bằng cái chất liệu gì, nó có đặc điểm gì. Bởi vì sao? Nó có đặc điểm vậy nè quý vị. Khi mà mình quán tử thi đó, một thời gian mình sẽ có một cái ảo giác là tử thi chuyển động. Mình sẽ có cái ảo giác là cái tử thi đó nó bắt đầu nó chuyển động, nó giống như nó đứng lên, nó nhúc nhích, nó cục cựa, nó chuẩn bị nó chụp lấy mình. Sẽ có ảo giác đó. Cho nên khi mà mình quán những cái đặc điểm như vậy đó, thì mình biết nó dính chặt,
nó dính chặt, thì mình biết cái đầu anh nó, anh phải nằm ở chỗ này ha, cái đầu của xác chết nó phải nằm ở chỗ này, anh không thể nào nhúc nhích được, cái đầu nó nằm ở chỗ này, cái tay nó phải nằm ở chỗ này, nó không có nhúc nhích được, nó không có cục cựa được, nó phải nằm ở chỗ này. Có nghĩa là mình dán chặt cái tử thi vô những cái đối tượng ở xung quanh đó, để mình tránh cái trường hợp là mình ảo tưởng là cái xác chết nó động đậy. Và khi đó mình phải nhớ là cái chuyện mà mình thấy nó động đậy đó chẳng qua là do cái tưởng của mình thôi, chẳng qua do cái ảo giác thôi, chứ thực tế một cái xác chết nó không còn khả năng động đậy nữa. Nhớ ha, cho nên đừng có sợ cái chuyện mà xác chết mà nó cục cựa, đừng có sợ. Thậm chí mà mình ai đó nhờ mình canh cái xác chết mà canh qua đêm á, thì mình cũng nhân cái cơ hội đó mình quán tử thi cũng được, và mình cũng không có sợ là cái xác chết mình có mình mà ở chung với cái xác chết, cũng không việc gì phải sợ. Và còn một cái vấn đề nữa là khi nếu như mà trường hợp mà thí dụ như mình canh cái xác chết á ha, nếu mình canh ha, thì tránh ngược chiều gió. Ví dụ như gió thổi từ hướng này tới thì mình tránh mình đứng ngược chiều. Tại vì sao? Khi đứng ngược chiều gió, cái mùi xác chết đó quý vị, nó hấp vô mình, hấp vô người mình, nó không tốt. Thứ nhất là nó hôi, cái thứ hai là nó dễ bệnh tật, cho nên nó là mình tránh đứng ngược cái chiều gió. Thí dụ như nhiều nhà đó họ mở cái quạt á, thì mình nên tránh cái hướng cái quạt nó thổi vô, tránh cái hướng đó. Rồi cái thứ hai là tránh xuôi chiều gió ha, đứng, tại vì khi mình đứng xuôi chiều gió đó, Thanh Tịnh Đạo nói là hàng phi nhân thường đứng ở cái hướng đó. Cho nên nếu như mà mình đứng xuôi chiều gió thì phi nhân nó sẽ phá mình, cho nên tránh. Rồi tránh đứng ở đầu hoặc ở chân của xác chết. Tại vì khi mình đứng ở hai cái hướng đó đó thì mình khó quan sát cái xác chết lắm. Cho nên tốt nhất có thể mình đứng ngang cái thân người và tránh hai cái chiều gió ha. Và sư thì sư cũng nghe nó nhiều người nói là nên tránh cái đứng ngay dưới chân, đặc biệt là tránh đứng ngay chân của cái xác chết. Tại vì những cái khiếu huyệt của cơ thể mình đó quý vị, nó sẽ tỏa ra ở cái hướng đó, nó sẽ ra ở cái hướng bài tiết ở cái hướng đó, cho nên mình tránh cái hướng đó đi thì nó cũng có lý đó. Và có một cái lý do là do cái xác chết đó, cái tử thi á, cái thời gian để mà mình quán tưởng nó rất là ngắn ngủi. Ví dụ như những cái trường hợp mình thường gặp là xác chết của một ai đó và người ta nhờ mình canh xác chết để mà trước khi người ta tới người ta khâm liệm, có khi mình canh qua đêm luôn á đó. Hoặc là mình trong một cái môi trường tự nhiên nào đó mình thấy một cái xác chết, thì cái thời điểm để mà mình quan sát thường nó chỉ có một ngày tới hai ngày thôi. Cho nên là mình ghi nhớ cái quá trình từ cái chỗ mình đi tới cái chỗ đó, trên con đường đi thì mình có những cái cảnh vật như thế nào, rồi khi mà ở cái chỗ đó nó có những cái đặc điểm ra làm sao. Để chi? Để mà khi cái xác chết nó không còn nữa đó, xác chết không còn nữa, thì mình dựa theo những cái đặc điểm đó mình nhớ lại, mình có thể nhớ lại, à tôi từng ở cái chỗ này, tôi nhìn thấy cái xác chết và cái xác chết nó có đặc điểm như thế này. Và tiếp theo đó họ tiếp tục họ quán tử thi. Sư biết là thí dụ như một cái phòng đi, một căn phòng mà để cái giường mà để người chết ấy, nếu như mình có ấn tượng mạnh với cái góc đó, thì mặc dù đám tang xong hết rồi, nhưng mà về sau mình nhìn vô cái góc đó, mình vẫn có thể mình nhớ lại ở cái chỗ đó từng có một cái tử thi, mình có thể làm được. Thì đó cũng là một cách ha. Thì như sư nói đó, cái việc mà quán tưởng tử thi đó, nó giúp mình đối trị cái tham dục rất là mạnh. Cho nên ấy, cái người mà nhiều tham dục mà có cơ hội thì nên nên tập quán tử thi, nên biết những cái phương pháp quán tử thi.
thì nó có 10 cái giai đoạn phân hủy, phân biệt cho 10 cái loại tham khác nhau. Ví dụ như quán cái thây trương phình, cái thây mà khí nó phình mà cái bụng nó trương to lên đó quý vị, thì nó thích hợp cho người tham cái hình dáng. Ví dụ như mình thích cái hình dáng của cái người mà nó đẹp ấy, thì thích thì mình sẽ quán cái thây trương phình. Hoặc là cái thây mà nó bầm xanh, thây nó chuyển qua cái màu xanh ấy, thì nó thích hợp cho người thích cái màu da. Có người ai thích da đẹp, da trắng, da hồng, da như thế nào đó, thì mình quán cái thây nó chuyển qua cái màu xanh. Rồi ai mà thích cái mùi thơm á, thích cái mùi thơm, mùi nước hoa, thì quán cái thây nó có mũ, mấy cái bọt bong bóng nó trào ra từ miệng, từ lỗ mũi, rồi bắt đầu mũ máu nó trào ra đó, nên quán cái đó. Mà quý vị biết, sẵn nói cái chuyện mùi thơm, giống như hình như hồi xưa sư bị ông anh họ đó, ông tập cho cái thói quen cho tới bây giờ luôn, cứ người nữ đi ngang qua là sư phản xạ cho nín thở. Tại vì giống sợ cái mùi hương của họ đó, cứ người nữ đi ngang qua là nín thở. Thế đi qua, sư phải đi qua cái đoạn đó rồi đó, hoặc là đợi nghỉ một cái khoảng thời gian rồi lúc đó mới thở lại bình thường. Cái đó nó giống như là cái phản xạ, mà sư nghĩ nó cũng tốt, cho nên là khỏi sửa đó. Thì khi sư lặp lại ha, đối với ai mà thích cái mùi thơm, mùi hương của cái người khác phái đó, thì họ thích hợp quán cái tử thi mà nó bị trào mũ ra. Còn với ai á, thì thích cái sự săn chắc của cơ thể, cơ thể nó có sự săn chắc đàn hồi, thì nên quán cái tử thi mà nó bị đứt khúc, bị chặt, bị chém, có những cái chỗ hở trên cơ thể đó, nên quán cái tử thi đó. Rồi ai mà ưa thích những cái thân phần nhiều thịt, quý vị biết những cái thân phần có nhiều thịt, ví dụ như ngực, thì nên quán cái tử thi bị gặm, có là bị thú nó gặm, bị thú ăn, nên quán như cái tử thi như vậy. Rồi những ai mà thích cái vẻ đẹp của tay chân ha, thì lại thích hợp quán cái tử thi mà bị chặt thành từng khúc. Rồi nếu như mà ai mà thích mà bị quán cái toàn bộ thân hình của người đẹp á, có thể là người nam hoặc người nữ, mình thích toàn bộ thân hình của người đẹp, thì có thể quán một cái tử thi mà mỗi thứ một nơi, có nghĩa đầu một nơi, thân một nẻo, tai chân ốc yết gì đó, mỗi thứ một nơi như vậy, thì mình sẽ quán. Cái này thì đôi lúc quý vị cũng có cơ hội đó quý vị, những cái tai nạn giao thông đó, sư thấy nó rất là thích hợp. Mà phải nói là coi như là mình dẹp lép, mình nhìn không ra luôn. Thí dụ như mình thương ai đó, mình thích một cái người nữ hoặc mình thích một cái người nam, mình thấy họ đẹp như thế nào đó, mà mình nghĩ cái cảnh á, họ chỉ cần cái bánh xe tải nó cán qua một cái thôi là không còn gì hết, thì khi đó là mình cũng có thể mình quán cái tử thi để mình diệt trừ cái tham dục cũng được. Rồi có người thì thích cái vẻ đẹp của trang sức quý vị. Ví dụ như thích đeo vòng tay, vòng cổ, đeo dây chuyền, đeo nhẫn, đeo này nọ kia, họ thích cái vẻ đẹp khi mà họ trang điểm bởi trang sức, thì thích hợp quán cái tử thi bị chảy máu, có nghĩa là máu chảy ra đầm đìa này nọ, thích hợp quán cái tử thi như vậy. Còn ai mà ưa thích cái chuyện là sở hữu, chiếm hữu một cái thân thể nào đó của cái người khác phái đó, thì họ thích hợp quán cái tử thi mà bị dòi bọ nó ăn. Thì mình cứ nghĩ cái trường hợp mà mình thích cái con người này quá, mình thích cái anh này quá, mình thích cái chị này quá, nhưng mà tới cái lúc mà nó chết rồi, nó dòi bọ bắt đầu nó ăn, nó bò nhúc nhích ở trong mấy cái khiếu huyệt á, là tự nhiên là mình ớn muốn chết luôn quý vị. Sư xin thưa là có lần sư nhìn, sư thấy cái chuyện mà xác chết mà bị dòi ăn, sư thiếu điều sư muốn ói luôn á.
Mà một số người họ nói là khi mà nhìn thấy như vậy đó, cả tuần cả tháng trời ăn cơm không vô, thậm chí ăn là không dám ăn thịt luôn á, chuyển qua ăn chay, tại vì nó liên tưởng, nó kinh khủng lắm. Thì đó, những cái người mà thích sở hữu như vậy thì nên quán cái tử thi mà bị dòi bọ nó ăn nha. Rồi cái người mà thích cái đẹp của những cái hàm răng, quý vị, cái đẹp của hàm răng á, thì nên quán cái tướng bộ xương. Mà cái tướng bộ xương á, thì xem như là nó được cái là nó lâu dài, có nghĩa là mình để nó cả năm trời cũng không sao hết. Nhưng mà cái vấn đề là kiếm bộ xương ở đâu ra, nó cũng là một vấn đề. Nhưng nếu như mình kiếm được á, thì nó không có bị phân hủy, nó cũng cứ là bộ xương đó, và mình có thể mình dùng đó để mình quán thường xuyên. Nhưng mà nhớ ha, quán nó quán một mình, chỉ có một mình quán thôi. Cho nên ai sợ chết thì cũng không là, ai sợ ma cũng không có làm được cái trò này. Rồi đó, như vậy đó, thì cái lợi ích của cái việc quán tử thi này là cái gì? Như sư nói, đầu tiên là nó giúp cho mình tiêu trừ cái tham dục. Và thứ hai, nó mang lại cái hỷ lạc. Nhiều người họ nói là mình quán tử thi nó ớn muốn chết luôn, hỷ lạc là hỷ lạc cái chỗ nào? Nhưng mà như thế này, mình hiểu là nhờ cái việc mình quán tử thi đó, nó sẽ giúp cho mình thoát khỏi cái cảnh già bệnh chết. Mình không còn cái chuyện tái sanh trong cái dòng sanh tử luân hồi nữa. Cho nên mình hiểu được cái ý nghĩa của nó. Vì vậy mình có được cái sự hoan hỷ. Nó giống như một cái anh mà ảnh vô tình ảnh làm rớt cái bóp, nó có chứa cái tờ giấy số độc đắc, rớt xuống một cái bãi rác mà rác nó che phủ rồi. Thì mặc dù cái đống rác nó rất là gớm, nhưng mà anh vẫn vui vẻ, anh chui vô trong đó, anh tìm cho ra cái tờ giấy số. Tại sao vậy? Tại vì anh biết anh chỉ cần anh tìm ra được cái tờ giấy số đó thôi là anh lấy tiền. Cũng như vậy, mặc dù cái đề mục quán tử thi nó rất là ghê sợ, nhưng mà mình sẽ nương nhờ cái đề mục quán tử thi này mình thoát khỏi cái già bệnh chết, đạt đến cái cứu cánh niết bàn. Nhờ như vậy, mình hiểu như vậy, cho nên là cái hỷ lạc nó phát sanh. Và còn một cái lợi ích nữa của việc quán tử thi đó là đối với một số người mà lợi căn thì họ không cần nhìn một cái xác chết họ mới có thể quán tử thi. Mà ngay cả cái việc họ nhìn một người còn sống, họ vẫn có thể quán tử thi như thường. Đó là lý do tại sao mà nãy giờ sư nói nhiều về cái đề mục này. Bởi vì nếu như mình lợi căn, quý vị, mình nhìn một người còn sống, mình vẫn có thể quán tử thi ngay chính cái con người đó. Ví dụ, sư, ví dụ như thấy một cái người đẹp đi, một cái người mà mình hấp dẫn đối với mình, một người đẹp mà mình thích thú, mình cuốn hút mình ấy, khi cái tham dục nó nổi lên ấy, thì có một cái phương pháp như thế này là mình quán tưởng họ như là một cái tử thi. Tử thi là như sao? Cái da dẻ của họ bắt đầu nó nứt ra, nó trương phình, rồi nó chuyển, nó bầm xanh đi ha, rồi bắt đầu nó nứt toát ra, rồi mủ máu nó chảy ra ở những cái đặc điểm của cơ thể đó. Rồi bắt đầu dòi bọ nó sẽ ăn cái cơ thể đó. Thì nó rất là gớm, nó rất là đáng ghê sợ. Thì khi mình quán tưởng một người còn sống như vậy, mình quán như là một tử thi, thì mình sẽ cắt đứt được cái tham dục đang sanh khởi đối với bản thân. Cái này rất là quan trọng. Rồi khi mà mình quán tử thi như vậy đó, thì mình sẽ thấy là một ông vua với một cái anh ăn mày không khác gì nhau hết. Tới hồi chết rồi không khác gì nhau. Một cái người đẹp cỡ Thúy Kiều với Thị Nở thì cũng không khác gì nhau. Tới cái hồi chết rồi thì nó cũng gớm y như nhau. Thời Đức Phật có một cái cô danh kỹ mà người ta ai mà muốn ở với cổ là phải trả 1.000 đồng tiền vàng một đêm, cho nhiều hơn cô không thèm, lấy ít hơn thì cô không lấy,
Cô lấy 1.000 đồng tiền vàng để cô chứng tỏ cái đẳng cấp của sắc đẹp cổ. Thì người ta làm kỹ nữ do nhiều nguyên nhân, có thể là do hoàn cảnh, hoặc có thể là do cái sở thích. Cổ là do sở thích, do cái nghiệp của cổ. Cái vấn đề là khi còn sống cổ rất là đẹp, thiên hạ từ cái công tôn vương tử quý tộc này nọ là xếp hàng dài để được một đêm với cổ. Nhưng mà tới hồi cổ chết rồi đó, Đức Thế Tôn kêu là để cái xác cổ ở đó rao, bây giờ chỉ cần 100 đồng tiền vàng đem cái xác cổ về, không ai dám lấy hết. Hạ giá 10 đồng tiền vàng đem cái xác cổ về, không ai dám lấy hết. Hạ giá 1 đồng tiền vàng đem cái xác cổ về, không ai dám lấy hết. Thậm chí tới cái ngày cuối cùng, nhưng cái xác nó bắt đầu nó trương sình lên, nó bắt đầu nó bốc cái mùi rồi đó, coi như cho không luôn, khỏi trả tiền, cứ đem cái xác đó về, không ai dám lấy. Thì có một vị tỳ kheo á, cái lúc mà cổ còn sống á, thì gặp cái cô này đó, vị này tương tư coi như là mất ăn mất ngủ, đem cái bát khất thực về đó, ăn không vô, rồi cứ để đó rồi ngã bệnh, nhớ quá ngã bệnh luôn. Thì tới cái hồi mà quý vị biết nó như thế này, đặc điểm của tham ái, khi mà người ta kêu ra thăm cổ, mấy huynh đệ không nói gì tới chuyện mà cổ chết đó, kêu ra thăm cổ, nghe nhắc tới tên nó bực dậy, đang bệnh nha quý vị, bệnh tương tư mà, nghe nhắc tới cái tên người mình thương bực dậy, coi như là y như chưa có chuyện gì phát sinh. Đi theo tăng đoàn đi ra ngoài đó thăm cổ, tới hồi thấy mà cái xác nó trương sình mà nó thối ra như vậy đó, thì vị này bị xúc động rất là mãnh liệt, bị sốc, sốc ghê lắm. Thì Đức Phật nói cái thân này nó giống như là một cái trái bầu khô vậy đó, khi còn sống thì mình yêu thích, nhưng khi nó chết rồi nó phân hủy thì không ai muốn đụng tới hết. Thì vị này khi quán tưởng cái xác chết như vậy đó, thì ngay lập tức vị này chứng thánh đạo thánh quả. Cho nên cái việc quán tưởng cái tử thi nó rất là có lợi ích, thưa quý vị ha. Cho nên mình thường thì mình thấy là cơ thể của mình đó, bất kỳ một cái mẫu nào, một cái mẫu nhỏ trong cơ thể mình mà nó ra khỏi rồi, nó giống như cái miếng đồ ăn mình ăn vô miệng, trước khi ăn nó rất là ngon, nhưng mà khi mình đã nhai vô miệng rồi mình nhả ra đó, tự nhiên mình gớm. Rồi phân nước tiểu cũng trong cơ thể của mình á, nhưng mà khi nó thải ra rồi là tự nhiên mình gớm. Tóc của mình cũng vậy, móng tay của mình cũng vậy, da thịt của mình cũng vậy, khi mà nó đã rớt ra khỏi cơ thể mình rồi là tự nhiên mình gớm. Nhưng mà đó, do vô minh và tham ái, cho nên khi mà nó chừng nào mà nó còn dính lên trên cơ thể này thì chừng đó mình còn thương còn thích, kinh khủng. Do đó cái đề mục quán tử thi này nó rất thích hợp cho cái việc là diệt trừ tham ái. Mặc dù thời độ buổi bây giờ mình không thể quán một cái xác chết có thiệt, nhưng mà mình có thể quán tử thi ngay trên cái người còn sống. Và sẽ lặp lại ha, cái việc quán tử thi nói riêng và việc hành thiền nói chung không nhất thiết là phải ngồi, không nhất thiết cứ phải ngồi. Bằng chứng là có một vị trưởng lão á, vị này đang hành thiền quán cái bộ xương, vị này đang quán bộ xương, thì khi vị này đang khất thực thì nghe cái tiếng cười, nghe cái tiếng cười thì do âm thanh người nữ quý vị thì nó hấp dẫn. Thì vị này ngước nhìn lên thì thấy một cái cô gái đẹp, cổ cười. Thì vị này nhìn thấy cái hàm răng của cổ đó, nhìn thấy cái răng đó, bắt đầu là vị này quán, tiếp tục quán cái bộ xương. Và khi đó vị này nhìn thấy chỉ còn là cái bộ xương di động thôi, không còn thấy cô gái gì hết. Lúc đó là vị này chỉ còn thấy một cái bộ xương đang đi. Và khi đó đó, cái người chồng của cô gái đó tới hỏi: này ông Sa Môn, ông có thấy cái cô vợ tôi đâu không? Thì vị này nói: tôi không biết, tôi chỉ thấy có một bộ xương vừa mới đi qua thôi.
thực sự vị đó thấy như vậy, chứ không phải là vị đó nói kiểu như nói như mình nói mấy cái tay mà chơi Facebook á, chứng thì không có chứng mà nói chuyện ở trên trời dưới đất, không phải. Vị này chứng thiệt, vị này nói là tôi chỉ thấy bộ xương thôi. Và ngay khi đó, vị này quán tưởng lại cái bộ xương và vị này chứng A-la-hán ngay khi vị đó đang đi ha. Cho nên là cái việc thiền không nhất thiết cứ phải ngồi, cái quan trọng là mình thường xuyên tập trung vào cái đề mục thiền. Khi mình tập trung như vậy, mình chánh niệm thường xuyên, thì cái cơ hội chứng thánh đạo thánh quả có thể đến với mình bất cứ lúc nào, trừ phi mình có nguyện lớn, hoặc trừ phi là mình cái ba la mật mình chưa tới thì thôi. Chứ thường xuyên sống trong chánh niệm, khi mà cơ hội tới mình có thể chứng thánh bất cứ lúc nào. Thì trong Thanh Tịnh Đạo có một cái bài kệ 4 câu sư thấy cũng hay. Thân xác thối tha này như phân như nhà xí, khó ưa với người trí nhưng kẻ ngu say mê. Mình phải biết quán tưởng như vậy. Khi mà quán tưởng tử thi đó, cái cơ thể này nó không khác gì đống phân đó. Thì người trí là cái người họ kinh sợ, họ ghê tởm nó, họ không có dính dáng gì tới hết. Nhưng mà kẻ ngu thì nó sẽ luyến ái nó. Như vậy, cái thái độ của mình đối với cái cơ thể này như thế nào? Được mô tả nó giống như một người chết đuối. Một người chết đuối mà chụp được một cái xác chết trôi, xác chết mà nó trương phình, nó nổi lên trên mặt biển á, thì chụp phải nó nhưng ớn ớn muốn chết, gớm lắm quý vị. Cái xác chết trôi nó gớm ghê lắm, nhưng mà mình chuẩn bị mình chết đuối rồi thì mình phải dịn vô nó để mà mình đi vào bờ. Thì cái thái độ của mình đối với cơ thể này cũng như vậy, không có cái lý do gì để mà mình luyến ái với cái xác chết hết, với cái cơ thể này không có lý do gì hết. Nhưng mà mình phải dựa vào nó để mình tu tập giải thoát. Cho nên cái chuyện mình chăm sóc, mình làm đẹp cơ thể này nó là chuyện không cần thiết. Nhưng mà vẫn phải đảm bảo ở cái mức độ nhất định để chi? Để có sức khỏe mà tu. Cái thái độ của mình đối với cơ thể nó giống như thái độ của một người chết đuối chụp phải một cái xác chết trôi, nương vào nó để đi vào bờ. Rồi cái đề mục tử thi này thì có ai có thắc mắc gì hay không? Rồi, bây giờ chúng ta qua bên cái đề mục tiếp theo, hoặc là 6 cái đề mục tùy niệm. Thì cái tùy niệm anusati đó có nghĩa là thường xuyên nhớ tưởng tới. Cho nên mình có thể dịch là 6 cái đề mục thường niệm cũng được ha. Anusati có nghĩa là thường xuyên nhớ tưởng tới. Thì khi mà mình lấy Đức Phật làm cái cảm hứng để mà mình nhớ tưởng tới thì mình gọi nó là niệm Phật. Khi mình lấy giáo pháp làm cái đối tượng cảm hứng để mình nhớ tưởng tới thì mình gọi nó là niệm pháp. Khi mình lấy Đức Tăng làm cái cảm hứng để mình nhớ tưởng tới thì mình gọi nó là niệm Tăng. Cũng tương tự như vậy, khi mà mình lấy cái sự bố thí, cái sự thí xả đó, mình làm cái cảm hứng thì mình gọi nó là niệm thí. Khi mình thấy lấy chư thiên làm cảm hứng thì mình để mình nhớ tưởng tới thì gọi là niệm thiên. Khi mình lấy cái giới hạnh làm cái đối tượng cảm hứng để mình nhớ tưởng tới thì mình gọi nó là niệm giới. Và ở đây sư gọi là tùy niệm Phật. Cái pháp đầu tiên mà mình sẽ học ở đây là cái pháp tùy niệm Phật, Buddhanusati. Sở dĩ mà sư gọi là tùy niệm Phật thay vì gọi là niệm Phật là bởi vì để tránh cho cái cách hiểu xưa giờ của mình về cái cách niệm Phật. Do ở đây có rất nhiều người mới cho nên sư nói sơ lại. Cái cách niệm Phật của mình ấy, của Phật tử người Việt Nam nói riêng và của châu Á, của những cái xứ sở phát triển, Phật giáo phát triển nói chung rất là có vấn đề. Bởi vì Đức Phật không có dạy như vậy.
Nó giống như mình nhớ mẹ mình, thì mình nghĩ về mẹ mình, mình nghĩ là mẹ mình là người rất là hiền, mẹ mình là người rất là giỏi, nấu ăn rất là ngon. Mỗi lần mà mình đi về thì lúc nào mẹ cũng lo cho mình hết. Rồi cái mùi hương của mẹ mình cũng có thể nhớ tới, đi đâu đó xa về, mình chỉ việc mở cái tủ áo ra, mình nghe cái mùi hương là mình nhớ tới mẹ của mình. Mặc dù cái mùi đó là một cái mùi nó ám cái mùi bếp, nhưng mình vẫn nhận ra. Hoặc là mình nhớ từng cái câu nói, từng cái cử chỉ, từng cái hành động của mẹ mình. Mình nhớ mẹ mình có những cái thói quen như thế nào, có những cái món ăn nào mẹ mình thích, có những cái màu sắc nào mà mẹ mình hay mặc, cái bộ đồ mẹ mình thường mặc đó là cái gì. Đó là cách mình nhớ tới mẹ mình. Chứ không ai nhớ mẹ mà cứ lúc nào cũng mẹ ơi, 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 mẹ ơi. Sáng cái mẹ ơi, cái chiều tối cái mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nó không khác gì con nít mà, sư xin lỗi, với con nít 1-2 tuổi thì quả mai mà nó còn kêu mẹ ơi, nó réo suốt ngày như vậy. Chứ mình lớn rồi, là một người trưởng thành, không có ai nhớ tới mẹ mà nhớ bằng cái cách đó hết. Đúng không? Niệm Phật cũng như vậy. Mình nhớ nghĩ tới Phật là mình nghĩ đến những cái đức lành của Phật. Đức Phật có những cái đức lành như thế nào? Cái giới hạnh Ngài ra làm sao? Cái trí tuệ của Ngài như thế nào? Chứ không ai mà nhớ Phật suốt ngày réo gọi tên Phật. Mình réo gọi tên Phật đâu có lợi ích gì đâu quý vị. Thậm chí mình kêu riết mình quen miệng, thì mình chỉ buộc miệng mình nói, chứ mình không biết mình nói cái gì. Nhiều người họ chỉ quen miệng thôi, đọc viết thì quen miệng thôi, thì nó không phải là cách niệm Phật. Niệm Phật là nghĩ tưởng đến những cái đức lành của Đức Phật. Có ai còn nhớ 10 hồng danh Đức Phật không? Nhớ giơ tay. Cái này là quý vị phải trả lời. Phải trả lời ha. Dạ bạch sư, con xin nêu 10 hồng danh của Đức Phật. Đức Phật là các Đức Phật là có 10 hồng danh, là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều nghị tượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Rồi đúng, đúng, sao đúng, sao đúng. Nhưng mà cái chỗ ứng cúng đầu tiên là rất nhiều cái để bàn, mà chút xíu nữa mình sẽ nói. Nhưng mà cái vấn đề mình còn có 8 phút, không biết sư nói kịp hay không. Mà cái vấn đề này sư ví dụ ha. Cái bài Itibiso, nếu như mà bất kỳ một Phật tử Nam Tông nào là đều phải biết bài này hết. Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho. Cái này nó giống như là một tiêu chí để phân biệt Phật tử nào là Nam Tông, Phật tử nào không phải Nam Tông. Phật tử Nam Tông là phải thuộc bài này. Mà quý vị biết là cái bài này không phải là đời sau chế ra, mà bài này xuất hiện rất nhiều ở trong kinh điển do Đức Phật hướng dẫn đệ tử niệm ân đức của Ngài. Ví dụ, trong kinh Đầu Ngọn Cờ, Đức Phật nói trong trường hợp một vị tỳ kheo có cái sự sợ hãi khi mà ở những cái nơi mà kinh sợ, những cái nơi mà có nguy hiểm, thì hãy niệm tưởng Đức Phật, có là hãy niệm Phật như sao? Ngài kêu khi đó hãy niệm Phật như thế nào? Niệm Phật như thế này. Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato Lokavidu Anuttaro. Ngài đọc ra hẳn luôn một cái đó để cho những vị tỳ kheo khi mà sợ hãi niệm cái này. Hoặc là có chỗ nói có một pháp môn, nếu như tu tập cái pháp môn này sẽ đưa đến ly tham, đưa đến giải thoát. Đó là pháp môn nào? Đó là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là niệm như thế nào? Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato Lokavidu Anuttaro. Đức Phật nói như vậy. Do Đức Phật không hề kêu niệm Phật mà suốt ngày cứ kêu như mình nói là cái gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cứ như vậy làm tới là sai. Thậm chí nhiều người tách ra là Buddho Arahant, Đức Phật trọn lành, hoặc Arahant, Đức Phật trọn lành. Cứ như vậy niệm riết mà không hiểu niệm như thế nào.
thì nó là sai lầm. Đức Phật nói rất rõ ha. Nếu như mà ai chưa biết cái bài này thì về mở ra tìm ở trên mạng Google có, hoặc là hỏi mấy cái vị mà nó Phật giáo Nam Tông, những vị đó chỉ cho. Hoặc là trong cái bài kinh Nhật Tụng này cũng có nữa, Itibiso Phakawa Arahan. Và cái sự muốn nói ở đây không phải là mình niệm suông. Ví dụ như Đức Phật gọi là bậc A-la-hán, mình dịch là A-la-hán, mà mình hán dịch là ứng cúng. Thực tế A-la-hán có 5 ý nghĩa quý vị. A-la-hán có 5 ý nghĩa, nhưng mà Phật giáo phát triển thì giống như là họ sợ cái chữ A-la-hán quý vị. Họ sợ cho nên họ không dám dùng cái từ A-la-hán, mà họ chuyển qua họ dùng cái từ ứng cúng. Chứ thực tế nếu đúng ra mình phải nói là Đức Phật là một bậc A-la-hán. A-la-hán có 5 ý nghĩa. Và cái ý nghĩa đầu tiên đó, A-la-hán ngài được gọi là A-la-hán bởi vì đó ngài là người đã xa lìa tất cả những cái cấu uế, tất cả những phiền não, bởi ngài đã thực hành chánh đạo, cho nên ngài được gọi là một vị A-la-hán. Ý nghĩa của từ A-la-hán đầu tiên có nghĩa là một người đã hoàn toàn xa lìa những phiền não, xa lìa những cấu uế thì được gọi là A-la-hán. Thì những cái cấu uế là cái gì? Tham, sân, si, hôn trầm, trạo hối, hoài nghi, giới cấm thủ. Tất cả những cái sự tham ái, khát ái ở thế gian, ngài đã hoàn toàn xa lìa. Ngài không còn dính dáng một chút xíu gì những cái bợn dơ nữa, cho nên mình gọi nó là A-la-hán. Cho nên nếu như mà có một ai đó mà nói một vị A-la-hán còn có phiền não là người đó đang phỉ báng Thế Tôn. Nếu như nói một vị A-la-hán còn tu tập, còn có cái phải học, còn có cái để tu là đang phỉ báng Thế Tôn. Cho nên quý vị nhiều lúc sư thấy người ta quảng cáo mấy bộ phim là Thập Bát La Hán, mà sư ngó sư lắc đầu. Họ mô tả mấy cái vị A-la-hán giống như là mấy cái người mà bên luyện thần thông như quý vị, là còn phải tu tiếp tục xuống trần gian để tu hành, để đắc thành thánh gì, đắc, để chứng đạo chứng quả. Thực tế quý vị, một vị A-la-hán không còn có bất kỳ một cái ô nhiễm nào nữa, cho nên vị đó không còn phải tu, không cần phải tu nữa, bởi vì vị đó đã đạt tới cái top rồi, cái đỉnh rồi, không còn có một cái phiền não gì hết. Quý vị nên nhớ một vị A-la-hán, khi mà chứng đắc A-la-hán, cái câu mà bất kỳ một vị A-la-hán nào cũng nói hết, ngay cả Đức Thế Tôn, ngài nói cái gì? Ngài nói như thế này: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, kiếp này là kiếp cuối cùng, không còn tái sanh ở đời sau kiếp khác nữa. Cho nên một vị A-la-hán không còn tái sanh, một vị A-la-hán không còn phải tu hành, không còn phải vung bồi bất kỳ một thiện pháp nào hết, bởi vì các vị đã tròn đủ, đã hoàn mỹ rồi, không còn một cái tì vết nào nữa, cho nên được gọi là A-la-hán. Cho nên danh hiệu đầu tiên của Đức Thế Tôn, ngài là một bậc A-la-hán. Còn ứng cúng chỉ là một trong 5 cái ý nghĩa của từ A-la-hán thôi. Do cái thời gian nó hết rồi, thì bữa sau, tuần sau mình sẽ học tiếp về cái niệm Phật ha. Mà suy nghĩ là nếu như mà niệm Phật ấy, nội cái niệm Phật không thôi, thì có thể là mình sẽ học cỡ 2-3 tuần. Cho nên là cứ thoải mái, và càng học thì quý vị sẽ càng hiểu Thế Tôn. Phật Pháp là cái mà mình phải hiểu Phật thì mới tin Phật. Mình càng hiểu Phật thì mình càng tin Phật. Chứ còn nếu như mình tin Phật mà mình không hiểu Phật là mình đang phỉ báng Thế Tôn. Bởi vì mình biết ngài là cái gì đâu mình tin. Đạo Phật, đạo trí tuệ. Rồi, có ai có câu hỏi gì hay không, tranh thủ, bởi vì mình không có nhiều thời gian.
Dạ thưa sư, liên quan tới bài học hôm nay thì con cũng xin hỏi là vì cũng lúc mà con học ở bên các cái chùa khác á thì cũng nói là một trong những danh hiệu của Đức Thế Tôn là Như Lai. Đó thì ta xin thưa giải thích thêm. Yeah. Cái ý nghĩa của hồng danh Như Lai đó thì nó có tới mười mấy cái ý nghĩa lận. Và bây giờ mà sư nói cái ý nghĩa, một trong những cái ý nghĩa nó đơn giản như thế này. Ngài đến như thế nào thì Ngài đi như thế đó. Ngài sống một mình như thế nào thì Ngài sống với hội chúng như vậy. Ngài nói sao thì làm vậy, và làm sao thì nói vậy. Do đó Ngài được gọi là Như Lai. Dạ thưa sư, nếu mà như thế thì trong cái 10 cái hồng danh của Đức Phật á, thì có được cái hồng danh Như Lai có được tính như là một hồng danh hay không, hay là một ý nghĩa khác ạ? Như Lai không phải là một hồng danh, mà Như Lai là cách xưng hô của Ngài. Vâng. Đức Phật khi mà xưng hô đối với đại chúng, giống như là khi mình xưng ta, xưng tôi, thì Ngài xưng là Như Lai. Đó là cách xưng hô của Ngài. Rồi, tôi thì bài học ngày hôm nay đó, thì nếu như mà có những cái vấn đề nào giúp đỡ quý vị trong cái con đường tu tập, nó hoàn toàn nhờ vào trí tuệ của Thế Tôn và chư vị Thánh Tăng. Còn nếu như mà có một cái sai lầm nào ở trong cái nội dung cũng như cách trình bày thì đó là sai lầm của cá nhân sư, và chia đều phần phước này đến cho tất cả chúng sanh. Thì nguyện cho chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa đu sa đu sa đu. A ca sa tha cha bhum ma tha di wa na ga ma hi thi ca pun nhan tang na mo di tu a chi rang rak khan tu sa sa nam. A ca sa tha cha bhum ma tha di Vanagamahitika Punyantang anumoditva Chirang rakkantu desanam Akasattha ca bhummattha Devanagamahitika Punyantang anumoditva Chirang rakkantu mamparam Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam Sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam Sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam Sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya Idam me nyatinam putu sukhita huntu nyattayo Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo Idam me yatinam hotu sukhita huntu nyattayo
idam me punyang asavakaya vahantu tu idam me punyang nibbanassa paccayo hotu mamang punyam pagam sabba sattanam dhima sadhu sadhu sadhu.